những điều đặc biệt nhất trong nhà thờ tổ Hậu Bùi Việt Nam. Và đây là không gian bên trong của nhà thờ họ. Những cái điều đặc biệt nhất ở đây đó chính là những cái chiếc cột gỗ. Và những chiếc cột gỗ này thì được làm bằng gỗ lim. Và các bạn đang nhìn thấy là một người tôi ôm đều đang không hết được cái cột to như này. Và với 42 chiếc cột ở đây thì có 41 chiếc cột được làm bằng gỗ lim cao tới gần 10 mét. Trong đó thì có một chiếc cột đặc biệt nhất được làm bằng gỗ chắc. Và đây là cây cột duy nhất ở trong nhà thờ được làm bằng gỗ chắc. Và ở phía xa xa thì các bạn đang nhìn thấy rất nhiều những cái hoành phi, câu đối, y môn, cửa võng, các cái cửa xếp hay là cái đồ vật của các cái đồ thờ, ví dụ như là bát bảo đây chẳng hạn. Tất cả những cái đồ vật trang trí như này thì đều được sơn son thép vàng, nhìn rất là đẹp và rất là uy nghi, trang nghiêm. Và cái điều đặc biệt nhất ở bên trong không gian thờ này chính là những tác phẩm tranh gỗ. Và những tác phẩm tranh gỗ đó nói về những ai, công trạng như nào thì các bạn hãy xem clip tiếp theo nhé.